Ở tác phẩm điện ảnh Chàng trai năm ấy, vào tối ngày 17 tháng 1, cuộc đời và số phận của nam ca sĩ tài hoa bạc mệnh Quang Minh Tuấn Anh tiếp tục được tái hiện trong đêm live show Tôi Tỏa Sáng với chủ đề Cảm ơn, tên một ca khúc đã gắn liền với tên tuổi của nam ca sĩ quá cố này. Live show không chỉ gợi nhớ lại hình ảnh một ca sĩ trẻ lạc quan, sống và cháy hết mình với đam mê, mà còn muốn truyền tải và nhân rộng tinh thần ấy đến tất cả mọi người, đặc biệt là với khán giả trẻ. Sân khấu của live show sẽ được thiết kế với mô phỏng từ quyển tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc, được nhà báo Lý Minh Tùng viết lại từ lời kể của Quang Minh Tuấn Anh, cùng với những dòng kể của chính mình trong suốt thời gian đồng hành cùng với Quang Bi trong cuộc chiến với căn bệnh trodoma. Những câu chuyện ấy sẽ lần lượt được gợi mở bằng âm nhạc. Theo đó, hầu hết các ca khúc mà Quang Bi từng thể hiện sẽ được các đồng nghiệp, bạn bè thể hiện lại trong một không gian đầy cảm xúc. Khác với những đêm live show trước, MC sẽ dẫn dắt câu chuyện bằng những lời kể về những hồi ức của Quang Bi được trích trong cuốn tự truyện. Đây là chương trình live show tưởng nhớ nam ca sĩ quá cố Quang Bi Tuấn Anh. Tuy có hơi chút buồn và hoài niệm, nhưng ban tổ chức sẽ lồng ghép vào đó một tinh thần lạc quan, tươi trẻ như chính tinh thần của Quang Bi Tuấn Anh lúc còn sống. Đêm live show Tôi Tỏa Sáng với chủ đề Cảm ơn có sự tham gia của gần 40 ca sĩ, nghệ sĩ, trong đó có Thu Minh, Nu Phước Thịnh, Minh Thư, Thảo Trang, Tiêu Châu Như Quỳnh, v.v.